Chào tất cả các bạn đã trở lại với Minecraft sinh tồn phiên bản 1.13.2. Ở tập trước, Lộc đã làm được chỗ farm lúa và đào được một ít khoáng sản. Đấy, giờ thu hoạch thêm nữa các bạn. Hiện tại Lộc cũng hết nguồn thức ăn rồi. Chắc tí nữa Lộc sẽ bắt một vài con thú đây để về còn nuôi nữa các bạn. Rồi, giờ đi nấu mớ khoáng sản hôm qua là Lộc đào được nha. Hôm qua đào được khá là nhiều sắt cơ mà. Rồi, giờ nung cho nó thành cái phôi sắt các bạn. Đấy, ở đây nung sắt này. Đó, giờ được một ít củ dền này. Chắc làm thêm một ổ bánh mì nữa quá. Đấy, hiện tại mình cũng hết ăn rồi các bạn. Dạ. Rồi. Đấy, trong lúc đợi nó nấu các bạn, mình sẽ đi chặt cây đi. Để làm cái giường thú này, chuồng thú này. Rồi, chặt cây thôi. Đấy, nãy giờ Lộc chặt cũng được một mớ các bạn. Để dọn con này ra chấm chấm đây. Còn xây cái chuồng cho mấy con thú nữa. Đấy, nó cũng khá chấm này. Lộc định xây ngay đây luôn nè. Nó cũng nhỏ thôi các bạn, không có quá lớn đâu. Chiều hấu không biết chừng nào mới lớn nữa. Rồi, giờ vô coi mấy cái sắt như thế nào nha các bạn. Ồ, sắt nấu gần xong rồi. Đấy, lấy cái này được khá là nhiều kinh nghiệm các bạn. Nó còn đang nấu nữa. Hôm nay nó xong này. Đấy, bây giờ sắt còn quá nhiều luôn. Rồi bây giờ thì làm cái chuồng cho nó các bạn. Lộc dùng gỗ bách dương luôn đi, tại ở đây có nhiều gỗ bách dương này. Rồi giờ làm mình sẽ nuôi cừu, bò, heo, nói chung giờ mình nuôi hết được rồi đấy, tại vì mình có đủ mấy cái thức ăn mà nó cần ấy. Đó, có ngựa kìa, giờ hình như chưa có yên ngựa các bạn, phải có cái yên cưỡi ấy, Lộc mới có thể bắt được nó. Nãy giờ làm gì ở đây ta, cho nó sát cái hồ luôn đi. Rồi còn cừu hả, cừu với heo chắc là nhỏ lại các bạn. Rồi à, còn thiếu một đây đấy, chuẩn ngay. Giờ thì dắt mấy con thú vô thôi các bạn, đào ra hai cái đi để cho nó dễ đi vô ấy. Giờ sẽ lấy nguồn thức ăn của nó thôi. Sớm các bạn, tập trước ấy các bạn chỉ mình là lấy củ dền có thể bắt heo được các bạn. Ok, để vô mình lấy cái củ dền đó, mình để mình bắt con heo chứ đó, giờ mình không có nuôi heo ấy. Đấy, rồi lấy củ dền bắt heo thôi. Đấy, chỗ nào ta, chỗ này đi. Rồi đóng cửa lại. Yay, cho nó đẻ con các bạn. Đấy, được thành tựu. Ô, dưa hấu chín này. Ô, có thức ăn mới. Wow, kệ có dưa hấu ăn cũng đỡ các bạn. Rồi giờ tới là bò thôi, bò đang biết mấy con nữa. Rồi ở đây đi, đi vô lấy thức ăn để cho nó đẻ các bạn. Tạm thời từ từ hãy bắt cừu đi, tại giờ có mình thấy có một con cừu thu hoạch lúa này. Đấy, giờ có lúa nó chín mình cứ thu hoạch đi các bạn, để mình lấy lúa ấy, còn nhân giống mấy con vật lên nữa. Đó, rồi chậm lại. Đấy, mình định mở rộng vườn lúa lên luôn. Nhầm. Rồi sau khi mình đã làm cái vườn thú rồi các bạn, chuồng thú ấy, chắc bây giờ mình sẽ khám phá đại dương một tập nha. Đấy, trước khi đi khám phá thu hoạch lúa cái đã. Đấy, lúa giờ gặp lúa là mình cứ lượm thôi các bạn, để cho cái vườn lúa mình nó bự hơn ấy. Rồi chắc làm một cái cuốc mới đi, cuốc kim nó gần hư rồi. Có trong đây hình như có cái thành tựu làm sử dụng hết cây cuốc kim cương nữa các bạn, để sau này lập làm cây cuốc có nhiều kim cương ấy, làm cây cuốc kim cương luôn các bạn. Rộng cái giường ra. Rồi này chắc trồng làm gì đây, cà gót chín chưa? Cà gót lâu chín nha, làm sao đâu. Rồi cắt vô đi, đi bắt đầu đi nào các bạn. Rồi mình đã dọn đồ xong rồi, mình có đem theo cái cửa các bạn, để nhiều khi mình hết oxy ấy. Đấy, mình còn có cái để hồi oxy nữa. Tập này chắc đi về hướng này đi, ở phía bên kia các bạn. Dạ, phía bên này nè, còn một cái biển nữa. Nhưng mà giờ mình đi hướng này trước đi, để buổi khác thì đi hướng bên kia. Đấy.
chỗ này khá nhiều nhiều mực các bạn. Sau này mà mình cần màu đen ấy cứ ra đây mà farm thôi. Ở mấy lần trước ấy nhiều khi mình còn thiếu cái mực ấy, túi mực. Bây giờ thì thoải mái rồi. Khám phá chỗ này trước này. Con zombie. À dạ. Ô, zombie này nó yếu rồi các bạn, đánh một cái chết à. Ây da, mày hả mày. Như cái tàu bè này nấu ăn, nấu lên ăn được các bạn. Bữa hổm các bạn kia chỉ lọc quá. Rồi, giờ đào ra. Ồ, được ba cục emerald luôn. Hang này, bán đồ. Không rõ. Cũng được đấy. Lượm cửa cửa chứ, à lượm rồi. Lượm mấy cái tàu bè luôn các bạn. Để có gì mình nấu lên mình ăn ấy. Ở đây dùng nước thì nước hơi mà ngã màu tím các bạn. Chạy xuống con thuyền trước đi. Cà gót này, lúa mì quá trời luôn. Đó. Có khoai tây luôn các bạn. Đấy, vậy là mình hầu như là đủ mấy cây trồng rồi đấy. Còn cái gương này để cho nó lót. Bán đồ nữa, lông gà lấy luôn. Lấy cái gương luôn các bạn, cái gương này không mình lấy được này. Gương này lấy luôn. Ở dưới có cái gương nữa kìa. Xuống dưới các bạn. Đấy, có cái gương này. Thường thường đây có zombie mà sao lại không thấy zombie nè. À có zombie kìa, nó spawn ra kìa. Đặt cái cửa chứ các bạn. Dạ. Đặt cái cửa để lấy oxy ấy. Chứ ở dưới đây không có oxy là không được đâu. Ô nhiều bán đồ thế. Ủa nó đâu rồi. Hả. À mình phải chạm nước nó mới đuổi lại các bạn à. Thì ngay là phải. Hết oxy, hết oxy. Ăn vô cái đó. Ăn gì đây. Ăn bánh mì đi các bạn. Bánh mì nó hồi nhiều máu không ấy. Hồi lâu không. Đây là lần lần đầu trong cập nhật này ấy, Lộc đi tìm cái kho báu này này. Nghe nói kho báu này cũng có kim cương cơ mà. Đấy mà Lộc không không có định hướng được ấy. Sao đây, sao đây? Thử xem. Đấy, hy vọng tập này tìm được kho báu. Chứ chơi phiên bản cập nhật đại dương mà không tìm được kho báu thì thôi rồi. Chút nữa coi. Có cá heo kìa. Đợi gần cá heo nó cho cái hiệu ứng bơi nhanh cơ mà. Vô tới bờ luôn rồi này. Mà vẫn chưa hiện ra nữa. Hiện cái này, hiện cái này, hiện cái này. Đấy nó nhích nhích này các bạn. Nó tốt bên kia lắm. Bản đồ này phải đi tốt bên kia luôn. Được 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 được. Tập này thử thử tìm kho báu nha các bạn. F3 lên. Hướng no. Đây, đi thẳng về hướng no đi các bạn. Rồi sau đó đi về hướng tây. Làm thế gì là nó kho báu tút ở bên biển bên đây rồi. Đi lừa lên tí. Rồi, đi về hướng hướng này hướng west, hướng tây đúng rồi nè. Vậy là nó bên khúc biển bên đây các bạn. Bái thật. Tìm kho báu bên bên biển bên kia mình. Tìm cái bản đồ bên kia mà kho báu bên đây chứ. Làm sao thì thôi hơi xa các bạn, phải băng qua cái chỗ này mới tới cái vùng biển này. Nó mở bản đồ ra các bạn thấy chưa. Đấy rồi. Con báo à, hơi xa nha. Tại giờ cái bản đồ ấy nó chưa mở bự ra nữa. Là không có đem theo cái giường nữa. Chết rồi, chết rồi. Ok, tạm thời đi đi về ngủ cái các bạn. Lộc sợ trời tối thui ấy. Các bạn không thấy đâu. Ok, giờ Lộc về Lộc ngủ cái nha. Ok, hồi nãy Lộc có giết một vài em bò ấy, để lấy thêm thức ăn các bạn. Chứ mà mình giờ mình có nuôi rồi ấy, cho nên mấy con bò đó thoải mái giết đi các bạn, không sợ đâu. Nãy giờ mình sẽ cắt mấy cái đồ linh tan tinh này. Nếu không cần thì để nhà bớt đi các bạn, để đỡ chặt ấy. Chắc phải trồng thêm cà rốt đi. Đấy các bạn thấy thấy cái mũi tên nó chỉ về bản đồ chưa? Trên bản đồ đây. Gần gần rồi các bạn. Gần lắm rồi. Kìa, có con zombie cầm cái đinh ba kìa. Đấy, quấn mấy con này nó tỷ lệ ra cái đinh ba cao hơn các bạn.
nó spawn ban ngày luôn, mày hổ báo thật. Hổ báo. Không, nó không có gơ ra cái mà. Nó cầm cần câu nữa kìa. Ok, để tí lọc quay lại đọc đánh nó sao nha. Giờ lượm khó báo chứ các bạn. Khó báo kế bên rồi. Giờ chuyển qua tay bên đây cầm cho nó bự nè. Đấy, chuyển qua đây đi. U cá heo. U nó gì là nó đây đây này. Ngay trên cái biển luôn, gần cái thuyền bị hư này các bạn. Ồ, ở đây. Rồi đào xuống thôi. Đấy. Không biết trong đây có gì đây. Hình như trong đây nó có cái con đuôi gì các bạn. Cái đây làm cái giống như cái beacon vậy đấy. Ở đây này. Đó, trái tim biển cả này. U có cái này mình khỏe các bạn. Chỉ cần tìm mấy cái kiểu như là vỏ ốc vậy. Đó, là có thể làm được cái beacon này. Mình gọi beacon không biết có đúng không nữa, nhưng mà tạm thời là kêu beacon các bạn. Đây khoai tây này, lấy luôn. Đồ miễn phí mà các bạn. Đây, miễn phí cứ lấy thôi. Ok. Vậy là mình đã tìm được cái kho báu trong phiên bản mới này rồi. Ở trước Lộc gặp mấy cái bản đồ ấy, Lộc vứt hết hả? Tại Lộc không biết tìm ấy. Ồ, ở đây như còn cái chết nữa mà ta. Ồ, cái này giống như hai cái thuyền. Ờ, mà một cái các bạn. Nhưng mà tại nó thuyền bự ấy. Đây. Ồ, hai kim cương này. Yay. Vậy là Lộc làm được bàn enchant rồi. Wow, hấp dẫn nha. Đấy, thì một lần được vừa được cái câu báo vừa được kim cương nữa, tuyệt vời các bạn. Rồi xuống đây tiếp. À đây có cái gương này. Chậm hỏng lấy luôn. Đồ free là lấy hết các bạn. Lọc không che đồ free đâu. Đấy. Đầu game mà, đầu game còn khó khăn lắm nên đồ miễn phí lập lụm hết. Rồi đặt cái cửa để thở các bạn. Đó, đập ra. Được cuốn sách nhớ này. Đấy, vậy mình ép vô cái cần câu được các bạn. Nhớ để câu cá nhanh hơn ấy. Đấy, cũng ok đấy. Rồi đi lên lẹ hết oxy. Ủa, ở đây còn nhiều lắm. Ở đây còn một cái nữa nè. Khám phá hết chỗ này luôn các bạn. Từ khi mà mấy con cầm đinh ba á, tỷ lệ nó ra là như là một hay nhiêu ấy, mà nói chung là hiếm lắm. Nó với cái đầu con xương đen ấy là khó nhất, hiếm ra nhất em rồi. Làm sao lấy đánh lấy kinh nghiệm được cũng được các bạn, tại sắp tới mình có bàn enchant rồi. Ô, con này cầm đinh ba này, mày ơ à, không, nó cắm đinh ba xuống tưởng gơi ra đinh ba. Đây còn hai con hả? Hai con chắc kệ đánh luôn đi. Ồ, một con không ra. Ở đó còn con nữa kìa. Không ra luôn. Mày ra đinh ba cho tao. Cảm sao các bạn, không ra cũng được. Gì là ấm rồi, bữa nay khám phá gì là ấm rồi. Cắt đi. Bản đồ này tìm rồi ha. Vứt. Rồi. Đấy. Bây giờ chắc đi về thôi các bạn. Mà mình định làm cái bộ đồ rùa ấy, cái mũ rùa chứ lộn. Ấy trong Minecraft nó mới update cái mũ rùa các bạn mà mình không biết công thức làm. Với lại không biết cái gì. Ui. Ui. No. Ow. Kìa con gì kìa các bạn. Ô, ghê vậy. Ô, con đó là con gì vậy? Ô, các bạn nào biết mấy con này là con gì nhớ comment chỉ Lộc nha. Ô, quá giật ngựa. Wow, thôi chạy các bạn. Ghê quá. Chạy. Trời ơi, giật hết cả mình nè. Holy. Kiểu như đang đi xét đánh dầm xuống các bạn. Ô. Các bạn nào biết cái đó là cái gì chị nhớ comment giúp Lộc nha. Ai thật, giật hết cái mình ạ. Holy shit. Ok, giờ đi về thôi. Rồi, bây giờ thì tao cắt đồ xong rồi. Giờ là mở rộng cái ruộng ra các bạn. Đấy, là một nông dân chăm chỉ. Không quên nhiệm vụ đâu các bạn. Rồi, đây một cục nước này. Để cho nó thấm đều các bạn. Nếu không thôi đất nó không có xanh thì lúa nó không có chín các bạn à. Đấy.
Phước nó đi. Mở rộng ra. Đặt ra. Rồi giờ trồng vô. Ở đây thì trồng lúa bình thường thôi. Thu hoạch luôn nè. Đó. Thu hoạch xong Lộc sẽ tổng kết cái chuyến đi hôm nay nha. Chuyến đi hôm nay khá là may mắn nè. Rồi. Cái này thì trồng gì ta? Trồng thêm cà rốt đi. Đó, trồng xen kẽ cà rốt vô luôn các bạn. Đó. Cà rốt trồng ở rìa rìa thôi. Ừ. Củ này. Rồi, ở đây thì trồng lúa. Ừ. Lúa khoai tây thì trồng gần gần nhau thôi các bạn. Củ dền chín luôn này. Củ dền nghe bạn kia chỉ là có làm súp củ dền được các bạn. Đây lập xem súp củ dền nha. Súp củ dền ở đây có công thức không ta? Ở đây như không có công thức súp củ dền các bạn. Có không, hay là mình chưa làm cái tô nó không có công thức ta? Chắc tại mình chưa làm cái tô hay sao ấy. Ok, để giờ mình vô mình làm thử cái tô nha. Cái tô làm gì? Đấy, công thức chưa? Thức ăn. Đây đây, súp củ dền. Thì là củ dền. À, thì ra là củ dền để làm súp. Được. Để có gì Lộc làm súp ở tập sau ấy, Lộc sẽ làm súp ăn thử các bạn. Đấy, rồi bây giờ tổng kết thôi. Tổng kết ngày hôm nay Lộc kiếm được những gì nha. Cắt ra đi. Cái gương đâu? Đây đây. Đó, kiếm được hai cục kim cương các bạn. Rồi một cái trái tim biển cả này. Emerald được được 4 cục lận. Lộc mới cắt vô đây 3 cục này. Đó. Rồi ít vàng, còn 4 măng đồ này, những tập sau Lộc sẽ khám phá tiếp các bạn tâm nha. Rồi các bạn bây giờ các bạn thử comment tập sau Lộc sẽ làm gì nha. Rồi bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Bye bye.